Nhà luôn. Nên là ngày trước ấy người ta không biết đấy, chung cư kia của nó lúc nào cũng đã có 4-6 cái xe máy lên, chưa kể bọn dưới đường nó là cứ lên là đi, lên là đi. Đấy, nó đổ kín luôn, xanh lè. Bảy hãng taxi cơ mà, nhiều nhất Việt Nam hiện tại là Hà Nội về hãng taxi. Thank you.